Hàng ngàn con chim đột nhiên chết hàng loạt một cách bí ẩn tại Mexico và Hoa Kỳ. Một số người dân báo cáo xác chim cũng đều ở C phát hiện tại Texas, Colorado và Arizona. Các nhà khoa học đang lấy mẫu xác chúng phân tích. Ha ha ha, 问什么的说。